Vài ngày trước, một người nông dân họ Lôi ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, trong khi làm thịt gà, đã vô tình nhìn thấy 25 vật thể lạ hình bầu dục màu vàng trong bụng con gà. Mọi người nghi ngờ đó là kê bảo. Anh Lôi cho biết, chú gà trống mang trong mình 25 viên kê bảo đó là con gà trống gầy yếu nhất trong đàn. Nuôi hơn một năm mà màu vẫn rất nhỏ, nặng chưa đến 2 kg. Thường ngày anh hay cho gà ăn ngô, lúa mì. Sau một thời gian không thấy nó lớn, anh mới quyết định làm thịt ăn, thì bất ngờ thấy trong mề gà có nhiều viên dị vật như vậy. Anh nói rằng mười mấy năm qua nuôi gà nhưng chưa từng gặp qua viên kê bảo này, hàng xóm xung quanh cũng không rõ đó là thứ gì. Sau khi lên mạng tìm hiểu, anh mới biết thứ này tên gọi là kê bảo, có giá thị trường rất cao. Anh Lôi mang những viên kê bảo này đến nhiều cửa hàng thuốc đông y hỏi, nhưng họ đều nói rằng chưa từng thấy qua thứ này. Duy chỉ có một hiệu thuốc Bắc ngỏ ý muốn mua lại toàn bộ 25 viên đó với giá 1.000 nhân dân tệ, nhưng anh Lôi không đồng ý vì chưa biết rõ giá trị của chúng. Sau khi xem ảnh chụp, một công ty chuyên về các sản phẩm nghệ thuật ở Thượng Hải đã sẵn sàng trả giá hơn 300 triệu đồng cho một viên kê bảo. Với điều kiện, anh Lôi phải đưa số kê bảo đó đến Thượng Hải để kiểm định lại. Nếu như chắc chắn đó thật sự là kê bảo, anh Lôi sẽ nhận được số tiền hơn 8 tỷ đồng. Theo tờ báo địa phương, mặc dù trước đây đã có nhiều bài báo về kê bảo, nhưng thực tế vẫn chưa có những lý giải chính xác về mặt khoa học. Có người nói kê bảo là hòn sỏi mật của gà, sau nhiều quá trình chuyển hóa sẽ có hình bầu dục, nhẹ, màu sắc thường vàng hoặc vàng ngả nâu, bề mặt nhẵn mịn. Nhưng cũng có cách giải thích khác cho rằng kê bảo được hình thành trong buồng trứng của gà mái do sự tắc nghẽn ống dẫn trứng khiến cho nhiều lòng đỏ trứng kết lại thành kê bảo. Kê bảo được tương truyền có giá trị làm thuốc quý nên giá thị trường của nó rất cao. Tuy nhiên, các chuyên gia y học hiện vẫn chưa khẳng định kê bảo có giá trị chữa bệnh thật hay không vì chưa có tài liệu nào nghiên cứu qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.